xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hôm nay Toàn Âm Thanh Kim Như cũng liên kết với Âm Thanh Quang Thế nhập khẩu và cũng như cung cấp và phân phối chính hãng những sản phẩm của thương hiệu AP. Hôm nay có vẻ khá là nhiều. Đây các bác có thể thấy luôn, đây là có 5 kiện 6, 7, 8, 9, 10, 11 và nhiều hơn nữa rất là nhiều. Thì một kiện này bên trong là có 5 bộ mic. Đấy. Đây là bộ mic của AP, model là AP M8. Các bác nào có quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp. Bên em có nhận được buôn số lượng khá là nhiều. Đấy. Và ngoài này là còn khá hàng nữa. Hai đơn vị đứng đầu Hưng Yên liên kết lại, hợp tác và phát triển. Mong các bác ủng hộ nhiệt tình. Đây, những kiện hàng bên em đang về rất là nhiều. Các bác có thể thấy đây là rất nhiều sản phẩm của thương hiệu AP và có rất nhiều thương hiệu khác bên em nhập khẩu cung cấp chính hãng. Em thiếu nhập khẩu đầy đủ COCQ đầy đủ chính hãng. Các bác có thể quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả. Bên em vừa bốc hàng xong thì bây giờ nó đang hơi đuối gần như chết đuối. Bây giờ anh em tranh thủ thở được mấy chục hơi xong bắt đầu là bốc hàng, test từng bộ và gửi hàng cho anh em đại lý khu vực miền Bắc, miền Trung và có cả miền Nam nữa. Mong các bác ủng hộ hết sức có thể. Đây chúng em sẽ bốc hàng và có rất nhiều sản phẩm nữa sẽ quay xong các bác nhé. Đây là sau khi chúng em chuyển gần hết, còn mấy kiện kia thì gửi đi luôn, không về vào. Còn 4 kiện như này, 4 kiện này đang để ngoài xe thì để ngoài sân kia chưa về vào. Đây anh em đang chụp ảnh để đăng lên. Bên em là hai đơn vị đứng đầu Yên và liên kết này. Bây giờ bọn em sẽ đổ buôn, còn không bán lẻ mấy nữa. Bác nào muốn bán lẻ thì em sẽ hàng bãi cao cấp thôi. Đây là sản phẩm chính hãng các bác nha. Đây là tai mic này, rất là đẹp. Anh em vừa bốc hàng xong bây giờ đang thở hổn hển. Ở đây đầu mặt này, đầu mic này rất là đẹp này. AP M8, mẫu này là trùng mã với thương hiệu Chun Sao M8 các bác nhé. AP M8, Chun Sao M8 đều 1. Hàng này không biết là nếu mà bọn em mà giao đại lý thì các bác lấy được bao nhiêu. Một kiện là 5 bộ. Anh em chúng em liên kết đứng đầu Hưng Yên luôn. Rồi ok, đây em sẽ test thử và sẽ gửi hàng gấp cho các bác. Như là có tranh thủ được mấy phút đứng bốc khoe thôi. Rồi bây giờ anh em chúng em sẽ phải chụp ảnh và gửi hình cho anh em đại lý khắp mọi miền Tổ quốc Nam Châu. Đây là nội thất bên trong, anh em chúng em đang chụp ảnh đấy, để giao cho các đại lý các tỉnh nhỏ. Tự hào là thương hiệu bán buôn hàng đầu Việt Nam Quang Thế Hưng Yên và Thanh Kim Như xin được hào tác. Hello, xin chào tất cả các bác và các anh chị các bạn. Hôm nay bên Quang Thế về số lượng 240 mic AP M8 rất là đẳng cấp.